À, xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay mình sẽ mình mới nãy mới cho tụi nó ăn xong á, là cái thằng đô la, là em đô la, bé đô la với bé gái chứ. Thì nó đi theo thằng Ruby với Kim Cương vô chuồng của Kim Cương chơi với mẹ mật. Thì mình nhốt thử coi phản ứng của thằng của bé đô la ra sao. Thì giờ mình quay ống kính lại các bạn. Thì nói chung là mình cũng sẽ quay sơ lược về bé Bách Hợp. Thì bé Bách Hợp rất là khỏe các bạn. Rất là khỏe rồi, ăn nhiều ngủ nhiều. Đó, thì lỗ tai thì mình sức thường xuyên nên nó cũng đã trong tình trạng đỡ có bị hoại tử rồi. Ghê lắm, lỗ tai ghê lắm các bạn. Rồi xuống con, xuống cho nhiều người con. Còn cái đuôi cũng bị hoại tử luôn. Đó thì cũng liệu trình mình chữa trị hàng ngày. Mình cũng chở đi hút nước trong bụng ra. Cái bụng rất là nóng các bạn. Tai thì ốm nhớt ốm nhôm. Bốn cái chân thì tông cao, người thì xương không, không có miếng thịt luôn. Các bạn nhìn thấy là cái độ xương của nó là biết xương dữ dằn rồi. Nó hoại tử lỗ tai luôn nè, hoại tử hai bên luôn, ghê thiệt. Đó các bạn. Nó thì mình đã làm khô vết thương hết rồi. Bây giờ mình sẽ quay cái vấn đề hôm nay là mình quay cái sự phản ứng của bé Đô La đối với những bé trong chuồng. Đó thì bé Đô La thì nằm im re. Người ta lâu lâu tôi bị nhốt nằm im re, còn cái ông này thì phái đi chơi làm đàn ra. Nó thấy thằng này nó thấy Bách Hợp đi đâu là nó sủa cái đó các bạn. Nó thấy kỳ quá, mà cái tướng thì giống loài chó, mà cái chân thì nhỏ mà cái bụng thì bự kỳ, không biết cái giống này là giống loại gì nên nó sủa rần. Nó thì phản ứng của bé Đô La là nó hòa nhập vô cộng đồng rồi. Đó, còn cái đuôi của anh Lu, bây giờ tóc của anh Lu rất là đẹp các bạn. Đó, nó đòi cũng vẫn đòi ra nè. thấy cái ông này lạ quá sủa. Thả một chút mà la quá hả? Thả một chút mà la quá hả? Thả tôi ra đi, thả tôi ra đi, thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Chỗ này đâu có sạch sẽ đâu, lại kia nằm. Trời ơi, người ta tốn công, tốn sức, tốn tiền lót cho cái nền đẹp. Ở cái nhà mẹ mặt lúc nào cũng ngủ trong trên cái sạp hết các bạn, không bao giờ nằm dưới đất. Có mà mành, có gối, rồi có đủ thứ ngon lành. Nhầy.
Thôi giả bộ thôi đó chứ đâu có cho ra đâu. Ra là thằng Lobby ra trước. Làm cái ghê không? Đó. Bé bé Lưu La cao gần cỡ mẹ mặt luôn rồi. Cao, nó cao ngang ngửa bé Kim Cương luôn rồi. Kim Cương giờ chát luôn mà em mới đẻ luôn mà em cao gần cỡ con rồi. Chắc thì cái em này, cái em Đô La này sau này nó bự quá các bạn. Chân cẳng nó bự rồi. Sau này nó cũng tệ, cũng phải cỡ anh Lu cho lên. Thấy bất hợp hồi đó cái nó sủa, tụi nó sủa rần 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 luôn các bạn. Vậy ứ é vậy é é é é thả tôi ra đây, thả tôi ra đây, thả tôi ra đây. Trời ơi, cắn hư bể 40 hết, cắn hư bể 40 hết. Thả tôi ra đây, thả tụi nó ra khó dí lắm các bạn, nó chạy lẹ lắm không có bắt được đâu. Rồi, ở đó đây. Trời ơi. Bây giờ đói năng nữa các bạn. Rồi ăn chút vậy đó. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Thôi xin tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thì cũng cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mình và đàn chó để cho tụi nó có cơm ăn, có mặt, có nơi ngủ nghỉ ấm cúng. Thì tôi xin thay đại diện đàn chó cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn.